Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Gia Vũ. Thì hôm nay em đang ở trong cái xưởng xẻ và chuẩn bị xẻ một cái cục cây gỗ gót đỏ vân lông hổ cực kỳ là quý hiếm. Thì nhớ bác có xem cái chiếu ngựa của em, đấy, xem cái sập ngồi của em thì có đặt cho em những cái câu hỏi về cái chất gỗ của dòng gỗ gót đỏ này, nó có tốt hơn những cái dòng gỗ như là Nize, Ghana, Pachi hay không, hay là chỉ bằng hương Ecoop, Amazing đấy, hay là những cái dòng gỗ rẻ tiền kia, hay là một số bác có nghi ngờ về cái chất lượng của cái thằng này, là nó chất lượng nó như thế nào, về màu sắc, thẩm mỹ, chất gỗ, độ chống chịu nhiệt và cong vênh và giá tiền nó làm sao đấy. Thì trong video này em sẽ gói gọn lại hết tất cả để trả lời cho các bác về cái dòng gỗ vân, dòng gỗ gỗ đỏ như thế này. Thì đầu tiên mình cứ thống nhất với nhau rằng là vân gỗ đỏ thì là một trong cái vân nó cực kỳ là hiếm các bạn, cực kỳ là hiếm, nó không như thằng hương đá mà có vân nhiều được các bác nhá. Đấy, để mà tuyển chọn được một cái cây gỗ vân nó đẹp như thế này, nó như kiểu là màu lông của con hổ ấy, các bạn nhìn xem này, đen vàng cứ xếp xen kẽ vào với nhau đấy, nâu vàng cực kỳ là đẹp đúng không các bác. Và các bác sẽ thấy trên thị trường là khá là ít những cái sản phẩm bằng chiếu ngựa hay là bằng sập ngồi của cái thằng này, kể cả chiếu ngựa cũng cực kỳ là hiếm luôn các bạn. Hầu như là các bác nếu thấy trên thị trường thì các chỉ thấy sập ngồi thôi, và chỉ có thấy sập ngồi nhiều ở phần kênh YouTube của Đồ Gỗ Gia Vũ, là có những cái chiếu ngựa, có những cái sập ngồi đẹp bằng vân gỗ đỏ nhận thôi các bạn. Ấy, về cái độ khan hiếm thì nó sẽ hiếm hơn so với thằng hương đá cực kỳ là nhiều các bạn nhá. Còn về cái màu sắc và cái thẩm mỹ, đầu tiên về cái màu sắc thì nó sẽ nông giống như thằng gỗ gỗ đỏ Pachi các bạn, nó sẽ giống với thằng gỗ đỏ Pachi, và đây sẽ là một trong những cái dòng gỗ gỗ đỏ Pachi VIP ấy, tốt hơn dòng gỗ gỗ đỏ Pachi thường các bạn nhau. Với cái dòng gỗ này, với cái màu sắc ấy, thì nó sẽ có một màu vàng chanh và những cái đường vân của nó sẽ màu nâu đen ấy, nó sẽ nổi bật lên cái trong cái tông nền màu vàng của cái dòng gỗ này, nó là như vậy các bạn. Và em ví von nó là như kiểu lông, bộ lông của một con hổ, thì các bạn có thể nhìn thấy đây, các bạn sẽ thấy được các bạn nhau. Đấy, về cái thẩm mỹ là vân nó sẽ nhiều hơn, đẹp hơn so với thằng Pachi rất là nhiều các bạn. Đấy, về cái chất lượng gỗ thì em phải nói chính xác ở đây, về cái chất lượng gỗ ấy thì nó sẽ không tốt bằng với thằng Nize, không tốt bằng với thằng Ghana, và độ chịu mối mọt của nó sẽ không tốt bằng với hai thằng gỗ cực kỳ nhiều đá vôi kia các bạn. Nhưng nó được xếp hạng ngay sau những cái thằng đấy trên cả Pachi luôn các bạn, trên cả Pachi luôn. Và cái chất gỗ này được nhập khẩu về Việt Nam cực kỳ là ít, nên là hầu như ở trên thị trường các bác sẽ không thấy được những cái sản phẩm bằng chất gỗ này đâu các bạn, chủ yếu là Pachi, chất gỗ có đỏ Pachi là nhiều các bạn nhá. Cái thứ hai là về chịu chống cong vênh thì thằng này nó có tốt không ấy, hay là nó như Pachi hay là nó hơn Pachi. Thì về độ chịu chống nhiệt ấy thì thằng này nó sẽ ngang với Pachi các bạn nhá. Với những cái dạng như là xẻ khuôn, xẻ ván và hàng bình thường ấy thì nó vẫn có cái tỷ lệ bị cong vênh nhất định khi mà so sánh với cái thằng DJ và thằng Ghana, nhưng mà so sánh với cái thằng gỗ gụ Lào, so sánh với thằng gỗ hương đỏ của Nam Phi thì nó chắc chắn là nó sẽ tốt hơn rất nhiều các bạn nhá. Và cái tiếp theo nữa là về cái giá tiền thì nó sẽ như thế nào, với một cái thằng có vân đẹp như thế này, vân VIP như thế này và hiếm như thế này, thì các bác cứ đơn giản và quan sát thực tế nhất là trên thị trường các bác có thấy nhiều những cái vân gỗ gót đỏ của thằng Pachi hay không, ấy vân gỗ gót đỏ hay không, ấy những cái loại vân tốt, những cái hàng gỗ chất lượng thì bác có thấy nhiều hay không. Nếu mà không thấy nhiều thì nó là khan hiếm, còn nó có rất nhiều thì nó sẽ rẻ và nó dễ kiếm, đơn giản vậy thôi các bạn. Và tỷ lệ thuận theo cái giá tiền, nếu nó khan hiếm thì giá tiền nó sẽ cao, và nó không khan hiếm, nó phổ thông, nó nhiều, cơ sở nào cũng có thì nó sẽ lại trở thành cái hàng bình thường thôi các bạn. Đấy, nắm bắt được những cái yếu tố này ấy, thì thường thường những cái hàng này của bên em làm ra thường thường là những cái hàng đặt từ trước, có những các bác đặt từ 6 tháng cho đến 8 tháng thì mới tìm được ra những cây gỗ, tại vì gỗ này là nó không về theo đợt các bạn ấy, cả công hay là cả nửa quý, một quý hay là hai quý thì mới về được một cái hai ba cây gỗ, chất gỗ như thế này thôi các bác ấy. Nó không phải là theo dòng gỗ con đỏ cả công, gỗ con đỏ Pachi thì nó về cả công ấy, nhưng mà đây là một trong những chất gỗ cực kỳ là hiếm và phải rất hiếm để tìm ra được để mà đặt hàng được đấy các bác ạ. Nên là về giá tiền của nó khá là cao, và thường thường là các bác đại gia hay là những cái người người ta kinh doanh hay người ta chủ gỗ, người ta đã săn lùng từ trước rồi các bạn, rất hiếm để mà có thể tìm được ra những cây gỗ đẹp như thế này các bạn nhé.
Còn về so sánh về chất lượng so với thằng Niger và thằng Ghana, hai thằng top đầu của thằng gỗ đỏ Pachi thì em vừa bảo ở trên rồi đấy. Về cái mặt thẩm mỹ thì thằng gỗ này, chất gỗ này nó sẽ ăn đứt với thằng kia luôn. Tại vì những thằng kia là màu nó sẽ sậm hơn, tối màu và nó sẽ xuống màu nhanh hơn. Đấy. Còn về cái chất lượng gỗ, đấy, về cái chịu nhiệt, chịu bướm mọt thì thằng chất gỗ này nó sẽ kém hơn so với thằng Niger và thằng Ghana. Và giá thành, giá tiền của nó để mà giá cả trên thị trường bây giờ ấy, thì thằng gỗ này nó sẽ đắt tiền hơn so với thằng Niger và thằng Ghana các bác ạ. Đắt tiền hơn so với hai thằng kia, nhưng mà nếu mà cùng kích thước cùng một cây đấy, cùng một kích cỡ cùng nhau ấy, thì hai thằng này em nghĩ là nó sẽ ngang giá tiền nhau các bác đấy. Thì để so sánh chi tiết cho bác và các bác nào đang ưa thích cái dòng vân của gỗ đỏ mà hiếm mà không tìm được những cái cơ sở nào có ấy, thì các bác có thể nhìn vào đây và liên hệ đến em qua cái số điện thoại là 0865 869 126. Và các bác nhìn thấy đấy, để mua được một cây gỗ đẹp xẻ gỗ nó ra thì tất cả không phải là lành sạch, ngon, đẹp cao nhau đấy, vẫn bị dính những cái phần rác, phần ruột. Và mình phải biết để làm sao mà cắt xẻ cho nó hợp lý, chứ không vào những cái phần ruột như này là coi như bỏ hết luôn các bạn, loại bỏ hết luôn đấy, chỉ tận dụng được những cái hàng nhỏ phần bè bên ngoài để làm ván đấy, để làm quây đấy, để làm những cái vân cổ thì nó cực kỳ là tốt và cực kỳ là nhiều vân. Nhưng mà xẻ mà không cẩn thận là cục gỗ 70-80 triệu là sẽ đi tong luôn các bạn, hỏng hết luôn, không lấy được những cái hàng ván đẹp, những cái hàng ván mở như kiểu quyển sách mở ra đây các bác. Đấy, nó sẽ chấp vào nhau nhìn như cánh bướm, nó sẽ cực kỳ là đẹp và cực kỳ là quyến rũ mắt người nhìn, và hơn hẳn cho những cái dòng vân xoắn của thằng gỗ hương đá các bạn. Đấy, thì bác nào đang quan tâm về những cái sản phẩm về gỗ đỏ, đặc biệt là thằng gỗ đỏ chơi vân thế này, thì các bác có thể liên hệ đến em qua số điện thoại là 0865 869 126. Và các bác hãy sức lưu ý nhé, là hàng này là nó sẽ không có sẵn, nên là nếu mà các bác đặt hàng và ưa thích cái hàng này thì các bác phải đợi chờ trong vòng từ 3-6 tháng cho đến 8 tháng thì mới được có những cái sản phẩm của mình nó đẹp và nó ưng ý nhất các bác. Thì cảm ơn các bác đã xem hết video này, và các bác đừng tiếc gì cho em một nút like và một nút đăng ký kênh YouTube của Đồ Gỗ Gia Vũ để ủng hộ, để tiếp thêm động lực để em ra những video tiếp theo cho các bác xem các bác nhé.